Dù rất nỗ lực nhưng đội tuyển Việt Nam đã để thua 1-2 trước đội tuyển Thái Lan ở trận đấu thuộc giải giao hữu LP Bank Cup 2024. Trước đó, Quế Ngọc Hải cùng các đồng đội cũng đã phải nhận thất bại 3-0 trước đội tuyển Nga. Dù chưa có được kết quả tốt song đây được đánh giá là hai trận đấu quan trọng của đoàn quân dưới quyền huấn luyện viên Kim Sang-sik chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á 2024 AFF Cup. Thời gian vẫn còn dành cho tập thể đội tuyển Việt Nam để có thể tập luyện và trau dồi nhằm thích ứng với những gì huấn luyện viên Kim Sang-sik mong muốn. Quế Ngọc Hải nói về khả năng cạnh tranh chức vô địch của đội tuyển Việt Nam tại giải Đông Nam Á diễn ra vào cuối năm. Tôi tin là đến khi giải đấu bắt đầu, toàn đội sẽ có được phong độ cao nhất và thể hiện những gì tốt nhất của mình, mang đến thành tích tốt cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Về việc đội tuyển Thái Lan có nhiều cầu thủ trẻ, như chúng ta cũng biết là đội tuyển Việt Nam hiện tại cũng có rất nhiều cầu thủ trẻ. Hiện tại huấn luyện viên Kim Sang-sik và đội tuyển đang có những trận đấu giao hữu để chuẩn bị cho AFF Cup 2024 nên có nhiều xáo trộn để tìm ra những cầu thủ có chuyên môn tốt nhất, trung vệ sinh năm 1993 khẳng định. Bên cạnh đó, thủ quân của đội tuyển Việt Nam cũng bày tỏ, toàn đội đã rất nỗ lực để hướng đến một trận thắng trước Thái Lan để góp chút sức nhỏ động viên về mặt tinh thần cho đồng bào đang gặp thiên tai lũ lụt ở khu vực phía Bắc. Mọi người cũng rất buồn và xót xa khi theo dõi những tin tức ở các tỉnh phía Bắc. Tuy nhiên toàn đội đã không thể mang đến một chiến thắng. Dù vậy, tôi nghĩ là đội đã rất nỗ lực và cống hiến cho khán giả tới sân cũng như người hâm mộ Việt Nam một trận đấu hay cùng với đội tuyển Thái Lan, Quế Ngọc Hải bày tỏ. Sau hai trận giao hữu không thành công trước Thái Lan và Nga, đội tuyển Việt Nam đang nỗ lực chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á AFF Cup 2024. Quế Ngọc Hải, đội trưởng đội tuyển Việt Nam, cho biết dù kết quả chưa như ý, nhưng đội tuyển vẫn còn thời gian để tập luyện và trau dồi chiến thuật theo hướng dẫn của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Hải tự tin về khả năng cạnh tranh chức vô địch, cho rằng đội sẽ có được phong độ cao nhất khi giải đấu diễn ra. Về việc Thái Lan có nhiều cầu thủ trẻ, Hải khẳng định đội tuyển Việt Nam cũng có nhiều gương mặt trẻ triển vọng và các trận giao hữu hiện tại là cơ hội để huấn luyện viên tìm ra những cầu thủ phù hợp nhất. Hải cũng chia sẻ nỗi buồn và sự xót xa trước thiên tai lũ lụt ở khu vực phía Bắc và bày tỏ mong muốn đội tuyển đã mang đến một chiến thắng để động viên tinh thần đồng bào.